Bài này thực ra thì lý thuyết nó khá là nhiều ấy. Thì với cái phần lý thuyết thì mọi người có thể đọc lại ở bài, còn mình chỉ lưu ý về mọi người và một vài cái vậy là về một vài cái về CSS, vậy là một vài cái quan trọng của bài này. Còn phần lý thuyết thì mình nghĩ mọi người nó đọc quá để biết, vậy là cái, mặc dù cái phần này rồi sau này mình sẽ không nằm trong nội dung kiểm tra, nhưng mà mình nên nắm một cái chi đấy về khái niệm này để mình tạo ra được cái, có cái góc nhìn tổng quan hơn về cái web mình làm. Thì thực tiễn thì mà nói thì để mà xây dựng một trang web mà có thể kiện tốt thì chúng ta phải bao gồm 10 yếu tố là kiểu chữ, màu sắc, hình ảnh, minh họa, biểu tượng, hiệu ứng, động, bóng đồ, bóng tròn, viên, khoảng trắng và định hướng người dùng, trải nghiệm người dùng, các thành phần và bố cục. Thì hiện tại mình chỉ cần trong bài này mình chỉ cần chú tâm vào mấy cái như là kiểu chữ, màu sắc, hình ảnh, minh họa. Thì phần này mình được tên mình trong bài hôm nay mình chú tâm 3 cái đó thôi ạ. Còn về mấy cái biểu tượng, hiệu ứng, bóng đồ, bóng tròn, viên thì để ngày mai. Còn thì theo này đây trang web một trang web thì nó nếu mà có một cái tính cách giống như kiểu bản thân con người vậy, thì mấy cái tính cách này thì mình nghĩ là mọi người đọc thì cần đọc là được. Thì cái này mình cũng chả giải thích gì nhiều. Thì cái đầu tiên mình nên chú ý là cái font chữ, đúng không ạ? Kiểu chữ, đúng không? Kiểu chữ thì chia ra thành hai loại chính, là một loại là sans rep. Thì hai loại này nó khác biệt ở cái chỗ là sans rep thì nó sẽ có cái đuôi của chữ ấy. Mọi người để ý trên cái bài viết cái bài trong cái app của mình thì nó sẽ không có cái đuôi chữ. Thì phân biệt giữa hai cái chữ này là nó có cái đuôi chữ. Kiểu setup là nó có cái đuôi ở của nét. Để mình cho mọi người thấy rồi gì. Mọi người có thể thấy rõ là ở tất cả các chữ của mấy cái đuôi chữ như thế này thì nó rõ ràng, nó lộ rõ như thế này là kiểu setup nó có một chiều còn làm sáng setup thì nó sẽ ẩn. Còn cái dòng font family này thì cái lúc mình link font chữ vào ấy, thì nó sẽ có mang hai kiểu chữ. Thứ nhất là kiểu chữ chính, một cái là kiểu chữ phụ. Thì tại sao là có hai cái như thế này? Thì bởi vì trong quá trình mình link lại ấy, hoặc thể cái đường link của mình sẽ bị lỗi, hoặc là cái đường link mình bị lỗi, hoặc mình quên link cái đó vào đấy, hoặc có thể bình thường của mình có thể dùng sẵn font chữ trong máy luôn, nhưng mà nếu mà không có thì nó sẽ ưu tiên dùng cái font chữ còn lại, nó sẽ lựa chọn cho mình font chữ sans serif phù hợp ở trong máy của mình. Thì còn cái cách để link cái chữ này vào thì có hai cách để link vào. Cái thứ nhất là mình link vào cái phần trong cái phần head của hệ này, từ để mình ẩn. Cái thứ nhất là mình link vào trong thẻ hít. Còn cái thứ hai là mình import thì còn cái để mà lừa cái phông chữ thì mình có thể lên Google và có trực tiếp Google Font Google thì ở đây mình có sẵn nơi thì ở trong cái Google Font này mọi người có thể tìm kiếm cái kiểu chữ mình muốn làm. Ví dụ hiện tại mình đang chọn cái chữ Lato ạ. Hay là mọi người để ở cái góc mình phải là như này. Hay là nó, ở đây nó sẽ có cái đường link cho mình này. Nên cái về cái đường link thì mọi người thì copy lại. Mọi người quen như cái này thì copy hết cũng được. Tức là kiểu mình chọn mình copy cả được. Cái đường link là đường link cũ. Đấy. Rồi thì có một cái nữa trong cái link này thì mình còn đến copy ở cái đấy này luôn, copy này và dán vào trong file chia sẻ của mình thì cùng copy và dán thẳng trong file chia sẻ. Mà có thể đặt ở trong cái bộ chọn là xóa tới này, nó sẽ chọn tất cả phần tử ở trong luôn. Đấy. Mọi người lưu ý là nếu như mình dùng nhiều phông chữ quá thì nó sẽ bị ghi đè lại nhau nhé. Kiểu như cái bộ tròn nào có cái độ ưu tiên thấp hơn thì nó sẽ bị ghi đè lên đấy. Đấy, giờ là có cái phông chữ khác so với lúc đầu rồi đúng không ạ? Đây là kiểu chữ Lato. Hay có một cách nữa đó là dùng import vào. Thì thay vì link zoom ra để mình dùng import thì mình import là nhúng nó vào luôn, nhúng vào trong chính kia này, thì nhúng vào trong chính file share đại của mình luôn. Hay cách nhúng thì các anh ấn vào cái import và copy cái phần này chưa thì nó được bình thường của nó sẽ được đặt trong cặp thẻ style đúng không? Cặp thẻ style thì mình đừng có copy cái cặp thẻ đó vào, nếu copy vào có thể bị lỗi. Thì nếu như mình dùng cái cặp thẻ style này lúc mà mình viết ở trong cái phần header mình dùng gọi là internal ấy. Đấy. Hiện tại để mình xóa thì đường link này được. Đấy, mọi người để ý cái kiểu chữ nó về lại cái... Sau khi mình nhúng vào thì nó sẽ dùng được. Trong hai cách này mọi người dùng cách nào được? Mình nghĩ dùng cách hai này nó thiện phần là hơn so với cách một. Cái cách một nó hơi rông ra cũng hơi dài cũng đấy. Cùng thì còn cái font family này thì mình cứ copy lại, copy như thế thì để đỡ. Lúc thời gian đầu thì trước nếu mọi người chưa quen thì đầu tiên thì viết lại. Trong cái quá trình chọn phông chữ của mình thì tùy theo lúc mình viết quẹt thì cũng mang cả cái tính như thế nào thì mang cả nhóm tính cách như thế nào thì mình chọn kiểu phông kiểu chữ cho nó hợp với phong cách viết quẹt cũng như là được. Thực ra thì để mà nói thì phông chữ này mọi người phải chọn sao thời gian đầu thì kiểu mọi người phải chọn biết cách dùng được chứ. Đại thực thì mình chưa tiếp xúc nhiều về mấy cái phông chữ này tới cái mức mình chọn đổi chữ này nó hay thường thì các dùng các font cơ bản đấy là đây có các font thường hay sử dụng như là Inter, Open Sans, Robusto, Lato đấy. Hay trong thì mình đã sử dụng hai font chữ đó. Cái này là được, cái này là khuyến khích đấy. Mình khuyến khích mọi người dùng tối đa hai font chữ đó, đừng có dùng nhiều chữ quá. Mọi người nhìn nó nhìn nó đẹp. Còn cái phân kích thước phù hợp với từng phân tử này thì mình có thể căn chỉnh người ta thể cắn chỉnh với các thuộc tính như font size để cắn chỉnh kiểu căn chỉnh cách các kích thước trừ này. Cái font size thì lúc ý là cái lúc mình dùng font size như mình tăng thì mình tăng cái kích thước trừ thì mình đồng thời mình giảm cái kích thước hàng lại để nhìn cho nó đông đều. Rồi là cái chiều cao của hàng, hoặc là mình thu nhỏ cái trừ lại thì mình tăng cái kích thước của trừ hàng đấy. Hai cái này nó kiểu như là trong quạt mọi cái lúc mọi người học cái bài này chắc hẳn là mọi người đều được xem qua các kích thước họ khuyến khích nên dùng rồi, đúng không ạ? Thì cái kích thước đó thì nó khá là nhiều nên là mình mọi người cứ sử dụng sao cho mọi người vừa bị ra được chứ mình chả có thể theo quá nhiều nữa. Để mà theo vào cái đó thì rất khó. Còn trong cái đó thì có hai cái thuộc tính sẽ là trong cái phần này bên chủ tấm là thứ nhất là font size là 1, thứ hai là line là hay là cái chiều cao của dòng chữ ấy. Ví dụ như thế này nhưng đặt ở đây là này để mà để rõ rệt nhất thì tăng là dài. Hay có một vài cái là bị đây đây hay là đấy, người để cái này vẫn chưa đủ nữa. Thì kiểu lái nó là chiều cao ở trong học lại em mọi người để nó phải thực học biệt ạ. Thì hai cái chủ yếu trong cái này là font size thì ngoài ra font giấy thì cái độ đậm trừ thì chắc mọi người cũng dùng nhiều rồi. Ngoài ra thì còn một vài cái như là các kích thước như kích thước về các phần hidden hoặc là các phần tiêu đề các phần demo ấy. Các phần demo thì thường thường là mình sẽ để cho nó to hơn cái phần chữ của mình, các kiểu chữ ở giữa một chút để làm tăng cái độ nổi bật của nó. Và một lưu ý nữa là cái lúc mình cắn lên ấy, lúc mình cắn lê chữ ấy, thì mình nên đặt ra giữa lúc nào, nên là để nó nghiêng bên trái, thường là cắn lê trái, cắn lê ra giữa. Đây là cái con chữ và cái kích thước của các phân tử. Còn bảy cái như là khoảng cách giữa các ký tự này và cái khoảng cách giữa các ký tự này thì nó sẽ là left space, thì thuộc tính left space nó là cái này mọi người có thể để ấm ra, để ấm để cái khoảng cách trừ nó kéo ngược lại để mình để rõ nhất đấy. Thì mà thế này thì hơi quá. Này thưa cái này thì để là thu để là bảo căn để giảm một cái kích thước hoặc tăng lên cái kích thước giữa các dòng trừ với nhau. Còn cái chủ đề thì nên viết hoa và in đậm, thì cái này hẳn mọi người dùng nhiều rồi. Về cái phần chữ thì trong cái phần này nó chỉ có thể có tiếp theo là phần màu sắc color này. Trong color thì thường á là cái màu sắc nó rất quan trọng vậy là trong cái mình trong cái quá trình mình vẽ cái thường thì cái màu sắc thì mọi người nên để dùng hai màu thôi, hai cái màu, một màu chính và một màu xám. Một màu xám ở đấy còn nghĩa là cái màu không phải là nó sẽ xám hoàn toàn, nó có thể là một màu và nó để tối như thế. Trong cách dùng cái color này thì mọi người phải chọn màu như thế nào cho cái màu mà cái phần mình muốn chọn nổi bật đấy. Ví dụ như trừ màu của trừ so với màu của background, làm sao cho nó có cái độ tương phản cao. Cái độ tương phản cao thì nó làm cái phần của mình, cái phần của mình tạo màu đó nó sẽ nổi bật hơn so với cái phần trong web của mình. Thì ở đây mọi người có một cái công cụ như thế này. Thì cái này là cái color, cái này chắc hẳn trong bài học mọi người đã từng thấy qua đó. Thì trong cái mình có thể chọn màu ở đấy. Thì cái độ tương phản cái này càng cao, điểm này càng cao thì mọi người cái độ tương phản mọi người thấy được đó, cái độ nổi bật của nó. Nếu như chọn một màu bất kỳ đi. Đấy, thì mọi người thấy cái màu nó tối, cái màu nó vừa tối mà kiểu nó vừa là buồn thiếu đúng không ạ? Nên mình ưu tiên chọn cái màu nào mà nó phải đủ phản cao một tí, kiểu tầm 5 đến 7 như vậy. Đấy. Để làm cho cái phần mà mình muốn cho nó nổi bật lên. Thì trong trang web mình đến để hai màu đó, một màu để tạo cái độ nổi bật và một màu của như là cái phóng chịu hoặc là cái gì, hoặc là một cái đấy, trong cái trừ trong cái trang web này có cái đồ trừ nữa nè, còn chỉ dùng một hai màu chủ yếu. Ngoài ra thì có mọi người chỉ dùng thêm một vài màu kiểu màu phù để tạo các màu cho các phần riêng, ví dụ như là các icon hoặc là một vài cái là sẽ là cái là phân tử già riêng như đấy. Đấy. Còn để lựa màu sắc thì cũng lựa của màu thì cái này chắc mọi người phải tập thêm với các ý nghĩa của cái màu ấy, để cho mình biết được cái màu các màu như thế nào và nên sử dụng màu gì cho cái trang web của mình. Trong quá trình mình tạo màu sắc cho trang web ấy thì có một cái là mấy cái nút này. Đây chỉ là mấy cái đường link của mình ấy, mấy cái đường link của mình thì nó thường là sẽ có cái phần nổi bật trong cái đoạn chữ này đúng không? Thì mọi người chọn theo cái màu cho nó nổi bật một chút. Đấy. Còn thì cái phần color thì mọi người chỉ cần chú ý tại cái độ tương phản là chủ yếu. Này mọi người thử vào mấy cái trang web còn phải chọn mấy con cú này để mới có thể chọn màu để ra. Có một cái của cô là về cái hình ảnh ấy. Thì cái hình ảnh này nó có rất nhiều cái mình cần phải lưu ý luôn. Thì như là mình phải chọn cái hình ảnh nào sao cho nó phù hợp này, hoặc là chọn cái hình ảnh nào sao cho nó kết hợp với cái nội dung cho cái màu sắc nó sẽ thu hút được. Mấy cái đó thì chắc kiểu mọi người đều đọc được, mọi người đều biết đó. Mình gửi về cái màu sắc cái thiết kế này này. Để mình mở cái trang web này. Thường là trong cái phần này mọi người thường kiểu link ảnh vào, dùng ảnh vào. Hay mình mấy cái này thì mọi người dùng hình ảnh mọi người quán cả đây. Còn mình báo đời chia thì con ạ. Thì trong cái quá trình mình dùng đấy mình có thể thiết lập cái background nó bằng hình ảnh nhé. Rồi thì trong cái này thì background này là màu trắng đúng không? Thì thay vì dùng cái màu trắng này mình có thể dùng màu đè lên hoặc là có thể dùng cái hình ảnh để đè lên cái background này. Thì mọi người sử dụng một cái thuật là một cái background background image đấy. Vấn đề hiện tại là trong cái khối thẻ div này không? Mình giờ mình sẽ để vào đơn vị này. Đấy. Thì cái hình ảnh này kìa, nó sẽ nằm trong cái background của mình, nằm trong chính cái phân cực của chá của mình. Đấy, hoặc là mình có thể đặt chính là cái background, đặt cái background của nó là chiếm toàn bộ phần nội dung của nó đó. Đấy. Để mở lấy cho dễ nhé. Đấy, cái phần ở dưới là cái phần margin tính tịnh. Đấy, cái phần này là chiếm cái phần nội dung đó. Còn cái hình ảnh này là hiện tại mình đang set cái thuộc tính này này, cái tính là chiều cá là 100 với hot này, có nghĩa là một chiếm là chiếm 100% trong cái góc nhìn của mình ấy. Đấy, mọi người để là cái góc nhìn cái góc nhìn trong trang web này đấy, nó vừa hợp về phía trên và hợp về phía dưới luôn. Hay là trong cái quyển background này nó có một vài cái như thế này này. Cái thứ nhất đó là về cái background size này, cái thuộc tính cover này, để mình sẽ cộng lại cái này. Đấy. Cái background cover size cover này là nó kiểu như là nó sẽ hỗ trợ mình trong cái phần hình ảnh sao cho nó vừa với cái phổ dip. Còn với cái background size này thì bài này hiện tại comment là gì? Còn một cái là background repeat này, có nghĩa là gọi là nó, nếu như mà trong cái quá trình mình viết đúng không, mình trong quá trình mình tạo cái hình ảnh này thì có thể cái hình ảnh này nó sẽ chiếm toàn bộ nội dung, hoặc cũng có thể hình ảnh nó sẽ bị nhỏ hơn. Đấy, cái thuộc tính cover này sẽ giúp cái đưa cái hình ảnh vào và cho vừa cái khuôn này. Còn cái repeat này nè, ví dụ như bây giờ mình comment cái trang này lại mình đặt tên là repeat. Cái này. Còn về cái khối đếp của mình nó hơi nhỏ. Để mình combine một phần này lại được. Thì cái thuộc tính repeat này còn là nó sẽ quy định cái hình ảnh nó có được lặp lại. Thì cái này mình đặt vừa về kìa, đặt vừa cái này nữa là mình sẽ đặt từ cái kết hợp cái này. Thì cái thuộc tính repeat background repeat này là kiểu như nếu như trong một cái khối hình ảnh mình đặt cái hình ảnh vào đó, thì nếu như mà cái kích thước hình ảnh so với cái kích thước của nó, kích thước khối chứa nó, nếu mà nó nhỏ hơn thì nó sẽ tự động lặp lại. cái thuộc tính là thì mọi người quy định cái này như là notice hoặc là repeat. Cái này tại mình chưa setup cái phô cháo, nhưng mà cái này kiểu từ tính này rồi mọi người chuẩn bị là được, để sau này rồi làm sau này ai học hỏi thì trả lời được rồi. Cái này thì cũng trong quá trình học, trong quá trình làm thì cũng có. Ngoài ra một cái nữa là ra dân thì cái là ra đây này thì trong quá trình nói người học thì mọi người sẽ sử dụng cái này này. Cái này mọi người hiểu như là cái để cho nếu mình dùng để mình phá màu trong cái bình này thì nó cái gọi là cái mà mình dùng nhiều nhất ấy, là cái lúc mình làm cái màu tối cái hình ảnh của mình hoặc làm màu sáng mình thay đổi cái làm đè lên mình tạo cái lúc mà cái hình đưa một hình ảnh vào mình thấy nó sáng quá hoặc thấy nó nó tối quá thì mình có thể xét để phủ lên cho trước cái hình ảnh đó một cái lớp màu này thì đấy. Thì đó quả đây mình làm cái về cái này ấy, thì mọi người lưu ý một vài cái như sau như thế này. Ở đây có hai cái này để mình ẩn cái cái này nếu mà mọi người muốn làm cho nó cái hình tối hết thì mọi người để cho hai cái này để cho nó hai cái màu đen được đi, để cho nó cả hai cái màu đen luôn. Đấy, cả hai cái màu đen và cái đó phải giảm cái độ tương phản của nó xuống, giảm cái độ trong phốt của nó xuống. Đấy, cái thuộc cái độ ăn phá của màu đấy, giảm cái độ trong phốt của nó xuống để cho nó có thể nó làm nó bị đe hạt đấy cái hình ảnh của mình. Thì trong cái ra đen thì trong cái này thì bình thường nếu như việc làm kiểu cơ bản thì mấy cái phần trăm này thì ẩn đi bật. Thì cái này thường mình sẽ là việc như là thường như thế này nó sẽ phủ từ trên xuống đó. Đấy, mọi người để thực tế là nó phải có màu đen ở phía dưới, phần ở dưới này có màu đỏ nó rõ ra như thế này, còn cái phần ở giữa này là nó được phá màu. Thì thay vì mình để mặc định như thế này mình có thể để cho nó phá màu về theo như là tu rái có nghĩa nếu mà mọi người chỉ biết một tu rái thôi là nó sẽ phá từ bên trái sang bên phải hoặc là tu top. Đấy, là top thì nó sẽ từ dưới lên. Nếu như top top rồi tới không có thể biết thêm right. Thì nó sẽ từ phía dưới bên trái lên phía trên và bên từ phía dưới bên trái lên phía trên bên phải. Thì cái này là mình việc chụp cái này này. Thứ hai nữa là ngoài cái tú này thì mình còn dùng một cái khác như là đồ cái giá đi 40. Đố mình viết đúng chứ ta. Cái này thì ít sử dụng này, thì dùng về đồ để đấy. Còn bên cạnh đó là trong cái màu này, trong cái màu mình chọn đó, thì để chia ra 50% như vậy. Đấy. Thì mọi người thấy cái 50% thì mọi người thể hiểu là nó sẽ, cái màu cũng phải là nó sẽ chiếm nó, giống là cái màu này nó sẽ chiếm. Đây, để mình bỏ cái này đi cho dễ đi. Đấy. Mặt này của nó sẽ là từ tế chuẩn. Thì nếu như mà mọi người đặt cái thuộc cái phần trăm này nhá, thì kiểu như là nếu mà mọi người đặt 50% như thế này thì nó cái phân ở màu ở trên này nó sẽ chiếm 50%, phân ở dưới nó cũng sẽ chiếm 50%. Thì trong cái quả đây nếu mình đặt cái giá trị phần trăm này cho nó ấy, thì nó sẽ không, nếu mình đặt cái tối đa của nó thì nó sẽ không phá trộn màu với nhau được. Thì bây giờ mình đặt rồi. Đấy. Thì nếu như bây giờ mình đặt là 30 thì cái phần màu đen này, phần màu đen này, nó sẽ chiếm 30% là tới đây. Rồi cái phần màu đỏ này nó sẽ chiếm 50% là tới đây. Còn cái phần 20% còn lại ấy, là nó sẽ được phá giữa cả hai màu. Đấy. Và nếu như bây giờ mình đặt ở đây là 20%. Đấy. Nếu như mình đặt ở dưới mà cái phần trăm ở cái màu ở dưới và mà nó đậm hơn cái màu ở trên, nó ít hơn cái màu ở trên ấy, thì nó sẽ không phá được màu nhá. Đấy, cái luôn dùng cái phần trăm này là cái này bắt buộc phải cao hơn tí để cho nó phá màu, được. Thường thường thì cái màu này thì nếu xẻ thì nó cũng được. Đấy. Đây là cái màu đen này thì về cách sử dụng này. Ngoài ra thì cái color này thì cái lúc mà người dùng thêm cái làm phả màu lấy thì người dùng cái lúc mà tra nó bóng báo thì là dùng cái dòng phẩy ngắn cách hai cái khối này nhá, chứ không phải là dùng dòng chấm phẩy đó. Dùng phẩy thì nó ta chúng thành khối đó. Nếu mà dùng chấm phẩy thì nó sẽ cái hình ảnh của mình nó sẽ được hiện ra đó. Hay thì cái này nhiều người làm sai nha. Và một lưu ý nữa là mình bắt buộc mình luôn để cái thuộc là gradient này trước cái hình này mình muốn chen vào. Đấy. Thì giờ nếu như đảo ngược lại mà để cái hình này lên trên và thì gradient xuống dưới thì nó sẽ không có thay đổi gì nha. Vì mọi người có thể hiểu đó là bởi vì cái hình ảnh của mình ấy, thì nó có cái độ trong suốt. Hiện tại cái hình ảnh của mình nó sẽ có độ trong suốt, nhưng nếu mà nó đặt ở trước thì gradient thì nó sẽ phủ lên hoàn toàn và nó cái giữa nó sẽ lộ ra được. Nên mà chủ yếu là về cái dung cái này. Thì có cái quả trên làm cái này thì mọi người chỉ biết thể là còn sau này là thì tìm hiểu sâu về cái này thì chính là gradient nó còn nhiều lắm nhưng mà tìm hiểu hơi khó. Này chỉ là cái phần mình vừa nói, chỉ là cái phần này làm tối hình lên và tạo hình này nổi bật cho kết hợp cả hai phần này nổi bật. Này thì mọi người có thể dùng cái này vào kiểu làm cho cái hình này của mình cho nó tối đi một chút. để tăng cái độ tương phản giữa nội dung và cái đoạn văn lên.